Mai Khanh hãy lên nhìn được bức tranh này ạ. Xin được mời chị Mai Khanh cùng tiến lên đây và chúng con xin được mời thầy và Pháp sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng rồi bây giờ Đăng Khôi ơi, con đứng kế ba nha. Dạ, chúng con sẽ được mời thầy Vạn Pháp lên để minh chứng với bức tranh này thuộc về với chị Mai Khanh và cũng như là phần trao tặng từ phía gia đình của anh Khoa Đăng. Một tràng pháo tay cho người đầu tiên đã đóng góp cho bức tranh tối hôm nay ạ. Như vậy là với bức tranh này 11 triệu đồng từ phía chị Mai Khanh là khách mời của Miss Sài Gòn. Xin cảm ơn chị Mai Khanh rất nhiều và xin chân thành cảm ơn anh Đăng, Khoa Đăng và xin cảm ơn gia đình của gạo Thanh Gạo Quỳnh Vi rất nhiều. Cảm ơn các con và chúng thầy ta xin cảm ơn thầy. Thầy chúc anh và gia đình luôn nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ còn bức